Đây, tiếp theo đây thì Hoàng sẽ review và chia sẻ cho mình cách sử dụng con dao độc giấy E714 của Erat. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ tháo ra khám phá bên trong nó có cái gì nhé. Rồi. Rồi, ở đây nó có một vài cái răng cưa nè, để chúng ta nó để giảm đi cái ma sát của chúng ta, nó đỡ trơn á, để đỡ trơn trơn. Và kiểu dáng của nó cũng khá là thon gọn. Đây là con dao nhỏ cầm trong lòng bàn tay luôn, cầm nó sẽ rất là êm tay ha. Rồi thì chúng ta xem đi, đây cái lưỡi dao này, lưỡi dao này nó bằng thép nha, không bị sét, nhưng mà chúng ta cũng không nên là để ngoài mưa ngoài nắng rồi nơi ẩm ướt hoặc là nơi nhiệt độ cao, không biết cách bảo quản thì cũng sẽ hư thôi. Ở trên cái thanh dao này thì chúng ta đẩy ra nè, rồi chúng ta cắt này, thì khi chúng ta cắt thì tự động nó khóa luôn cho chúng ta rồi. Đây, tự động nó khóa luôn rồi. Đây, này nó có cái tự động. Đây, tiếp theo nữa là ở phía sau của cái con dao này, nó có một cái nắp đậy màu đen, và cái nắp đậy này nó có một cái khe. Đây, cái khe này, và cái khe này chính là cái chức năng là bẻ cái mũi dao này. Đến một thời điểm cái mũi dao này nó bị cùng thì chúng ta có thể bẻ cái mũi dao này, để cái mũi dao, để cái lưỡi dao, để cái mũi mới nó lòi ra và lưỡi dao này sẽ bén lên. Đây, và chúng ta xem được không, để tháo ra thì nó cũng đơn giản thôi, khó rút ra phía sau. Rồi, rồi lại rồi xong. Sau đây Hoàng sẽ giới thiệu cho mình cái con dao độc giấy của Erat 714 và cái cách sử dụng con dao độc giấy này như thế nào. Thì con dao độc giấy này nè, được đóng gói trong một cái vỉ nhựa, nhìn bình thường bên ngoài thì khá là dễ thương đúng không ạ? Sau đây bây giờ mình khám phá bên trong có cái gì nha. Được rồi, quạt lên. Đây, 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 đây là một cái con dao độc giấy nhỏ. Đây, bỏ trong cái tầm tay này, tay Hoàng cũng vừa thôi, nhưng mà bỏ dao vô trong đây rồi quạt trọng tay ha, rất là xinh xắn dễ thương ha. Và cái thân dao này, cái vỏ bọc bên ngoài của con dao nó bằng nhựa, thì nhựa cao cấp này cũng khá là bóng sáng này. Đây, tao đèn chiếu vào này bóng sáng này. Và trên cái thân dao này nó có những cái khớp, cái khớp này, thì đó là những cái khớp khi mà chúng ta cầm con dao lên thì tác động vào cái khớp đó thì nó sẽ giảm đi cái ma sát từ cái tay, và khi chúng ta cắt này thì chúng sẽ an toàn hơn. Rồi bây giờ chúng ta khám phá xem được cái lưỡi dao nó như thế nào. Đây, đây cái lưỡi dao này nó bằng thép, không bị sét nha. Đây, rất là bóng sáng ha. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có lợi dụng vào cái điểm mạnh đó mà chúng ta phơi ngoài nắng, phơi ngoài mưa rồi dục tùm lum hết. Như vậy là nó sẽ làm cho cái con dao của chúng ta nó cũng sẽ bị hư và nó sẽ không được sắc bén như ban đầu nữa đâu. Và cái gì mà nó có tốt lắm thì chúng ta không biết cách bảo quản, không biết cách chăm sóc thì cũng sẽ hư thôi. Thì nhưng mà trong điều kiện bình thường thì chúng ta sử dụng con dao này thì nó sẽ không có bao giờ nó bị hư và bị xét đâu nha. Thì đây nó có một cái khóa để chúng ta đẩy lưỡi dao lên xuống này. Đây, và cái dao này á, nó có một cái chức năng á, là chúng ta đẩy lưỡi dao lên và chúng ta cắt vào cái vật thể, ví dụ đây là cái vật thể chúng ta cắt, ví dụ đây là cái đấy chúng ta cắt, thì chúng ta nhấn vào này, thì nó tự động nó phá luôn cho chúng ta. Một số dao thì chúng ta phải, một số dao thì chúng ta nó sẽ có cửa đây, chúng ta phải phá cửa lại, nhưng mà đây nó sẽ phá được luôn, đẩy lên, rồi đẩy lên một số, đẩy lên thì chúng ta đưa nó cái vào ở phía sau cái đuôi của cái khóa này, đẩy lên. Kéo lưỡi về thì chúng ta nhấn ở trên này kéo về đấy, rất là tiện lợi ha. Và nhỏ gọn như vậy chúng ta có thể dắt túi, bỏ trong túi hoặc là túi quần, túi áo gì đó thì chúng ta làm, và rất là tiện lợi cho những người mà làm văn phòng hoặc là bên kho bãi này kia, cái thứ đó hàng về nhiều quá thì cầm được rồi nhấc túi ha. Rồi thì ở phía sau đuôi của con dao này nó có một cái nắp đậy, và cái nắp đậy này là giúp để chúng ta tháo ra để chúng ta thay cái lưỡi dao. Và ở đây nó cũng có một cái chức năng nữa là cũng có một cái khe này để chúng ta bẻ cái lưỡi dao này, nó sẽ bẻ cái mũi dao này. Khi chúng ta sử dụng thời gian cái mũi dao này nó bị cùng thì chúng ta bẻ đi cái khớp mà bị cùng đi thì nó sẽ lòi ra cái khớp mới ở trong và nó sẽ sắc bén. Rồi bây giờ chúng ta thử khám phá bên trong thì nó có nào, thì có cái gì trong nha. Bây giờ để xem bên trong thì chúng ta tháo nắp ra và xem bên trong này nó không có lưỡi dao gì phần ha. Rồi bây giờ chúng ta để lại đơn giản ha. Rồi. Và tiếp theo đây thì Hoàng sẽ hướng dẫn cho nhà mình cái cách để chúng ta thay cái lưỡi dao này như thế nào. Sử dụng một thời gian á, là cái lưỡi dao của chúng ta bẻ khớp 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 này này, thời gian nó cũng sẽ hết, hoặc là chúng ta cắt quá nhiều đi thì cái lưỡi dao này nó cũng sẽ bị cùng đi, và chúng ta muốn thay một cái lưỡi dao mới để cho nó sắc bén hơn thì chúng ta sẽ tháo cái nắp ở phía sau này ra. Đây, tháo nắp ở phía sau này ra, rồi sau đó chúng ta đẩy kéo cái lưỡi dao về phía sau, kéo hết về phía sau rồi rút cái lưỡi dao ra luôn. Đây, rồi sau đó chúng ta sẽ lấy một cái lưỡi dao mới, đây lưỡi dao mới đây, và chúng ta sẽ thay vào bằng cách như sau. Thì đầu tiên á, là cái mũi, đây là tay phải chúng ta nè, thì cái mũi dao chúng ta nó phải quay vô trong và quay xuống dưới này, như vậy thì mới đúng nha. Thì ở đây nó có một cái lỗ tròn nè, và trên cái khóa chúng ta nó có một cái khớp, đây chúng ta thấy cái khớp đây nè, thì cái lỗ tròn này chúng ta phải bỏ vào trong cái khớp đó. Rồi, bỏ vào trong cái khớp đây, rồi bỏ vào trong khớp như vậy thì đúng nha. Và cái mũi dao nó phải quay xuống như vậy, à, như vậy đúng nè. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cầm con dao của chúng ta lên, rồi chúng ta nhét vào trong cái khe này.
đẩy vô đó, rồi sau đó chúng ta lấy cái nắp này chúng ta đẩy lại xong, tuyệt vời đúng không ạ? Rồi và tiếp theo đây thì Hoàng sẽ chia sẻ cho nhà mình cách để chúng ta bẻ cái mũi dao này. Khi chúng ta sử dụng một thời gian, cái mũi dao của chúng ta nó bị cung rồi, cái mũi dao này nè, chúng ta cắt lên thì quá nhiều đi nó bị cung đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bẻ cái mũi cái khớp này ra và nó sẽ lòi cái khớp ở phía trong ra, và lúc đó cái mũi dao của chúng ta nó sẽ bén hơn. Cái nhiều người là không biết cái mũi dao này, cắt thời gian mũi dao này cùng cái bắt đầu nó giục luôn cái lưỡi dao như này, và thậm chí có những người là giục luôn con dao này, như vậy là rất là phí nha. Thì để bẻ cái mũi dao này thì ở phía sau cái nắp đẩy phía sau này nó có một cái khe đây, và cái khe này chính là cái chức năng là chúng ta bẻ cái mũi dao này. Chúng ta làm như sau, chúng ta tháo cái nắp đậy này rồi xong đó chúng ta phải đưa cái mũi dao vào trong cái khe này, được chưa? Và cái lưỡi dao là chúng ta phải kéo cho nó ở đây, cái mũi dao của chúng ta là nó chỉ dịch ra nhô ra hơn so với lại cái thân dao một tí thôi. Đây, đây nó có nhiều khớp này, nhà mình thấy không? Đấy, có nhiều khớp này, có nhiều khớp, lưỡi dao nó có nhiều khớp này. Đấy, và mình chỉ để nó hơi vô ra một tí thôi nha. Sau đó chúng ta tiến hành kia vô. Đấy, như vậy. Đấy, như vậy. Đấy, như vậy.